Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Theo cái văn hóa hay là theo cái truyền thống của dân gian Việt Nam thì có cái ngày rằm tháng 7 đã được lưu truyền từ hàng ngàn năm nay, thì cứ đến cái ngày rằm tháng 7 thì người dân Việt Nam mình thường có cái tư tưởng, có cái tinh thần đó là hướng về cái ngày báo hiếu. Báo hiếu nó có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất đó là tưởng nhớ đến những cái người mất, những người đã quá vãng, đó là những ông bà tiên tổ nhà mình, để cầu mong cho họ được vãng sinh, siêu sinh hay là sinh về cái nơi an vui hạnh phúc, cũng như là cái tinh thần là báo hiếu đến cả những cái cha mẹ mà còn đang sống ở hiện tiền. Thì cái nguồn gốc của cái ngày lễ Vu Lan này thì thực sự ra đó là một cái ngày gọi là cái ngày Tết Trung Nguyên, là cái Tết của người của dân tộc của người Hán hay là của người Trung Hoa. Thì người ta có cái Tết Thượng Nguyên rằm tháng Giêng này, Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, có Tết Hạ Nguyên này, và có cái Tết Nguyên Đán. Thì đấy đều là cái văn hóa của bên Trung Quốc. Thì cũng cái lễ này cũng được nó có cái sự hòa nhập với Phật giáo phát triển sau khi mà từ Ấn Độ Phật giáo chuyển sang Trung Quốc. Thì giữa Phật giáo và văn hóa bản địa có cái sự hòa nhập lẫn nhau. Thì cái ngày rằm tháng 7 ấy, thì là cái ngày mà người ta cầu siêu cho cái người quá vãng. Thì cái cách cầu siêu đó là phải làm những cái phước lành, làm những cái việc phước thiện, thì tạo ra cái công đức để cầu cho những cái người mất được vãng sinh về an vui. Thì cái điều này nó cũng phù hợp với lại cái tư tưởng giáo pháp của Đức Phật. Thì nếu mà xét về thì, trong khi mà Đức Phật còn tại thế thì cũng có Đức Phật cũng từng hướng dẫn cho những người Phật tử cái cách mà có thể siêu độ được cho những cái người mất từ cái cõi ngã quỷ mà sinh về cái cõi thiên giới, mà cái chứng tích lịch sử vẫn còn được ghi lại ở trong kinh tạng. Đó là cái tích của vua Bimbisara. Thì là một cái vị vua Phật tử quần thành của Đức Phật. Thì ngay từ khi Đức Phật còn là một vị Bồ Tát mới bắt đầu đi xuất gia, thì vua Bimbisara cũng đã, khi lúc đấy Đức Phật chưa thành đạo, ngài mới còn đang bắt đầu đi học đạo, thì lúc đấy vua Bimbisara cũng đã đến đảnh lễ vị đạo sĩ Tất Đạt Đa đó, và hỏi ngài về cái lý do nguyên nhân tại sao ngài lại đi xuất gia. Thì lúc đấy thì đạo sĩ Tất Đạt Đa có nói là cái mục đích thì muốn giác ngộ, thì muốn giải thoát khỏi khổ đau sinh tử, cho nên là đi xuất gia. Và vua Bimbisara cũng có cái lời thỉnh cầu, khi nào đắc đạo thì xin ngài hãy trở về cái đất nước Ma Kiệt Đà Mandaga này để hóa độ cho bản thân tôi cũng như là dân chúng của cái nước Mandaga này. Thì lúc đấy thì đạo sĩ Tất Đạt Đa cũng nhận lời. Và sau đó thì đạo sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa tiếp tục du hành học đạo và tu khổ hạnh trong 6 năm. Sau đó ngài đã đắc đạo thành Phật. Thì khi thành Phật thì ngài đến vườn Lộc Uyển để hóa độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau đó thì tiếp tục du hành đến hóa độ cho 1.000 đạo sĩ thở lửa ở Kapsapa, ở cái Venusara, ở một cái là sau khi mà hóa độ cho 1.000 đạo sĩ thở lửa thì Đức Phật mà tiếp tục hướng về cái kinh thành, thì lúc về cái vương thành Kinh Xá, và với cái mục đích là hóa độ cho vua Bimbisara. Thì vua Tần Bà Sa Na cùng dân chúng rất đông đảo đã ra chào đón Đức Phật, và sau đó vua Bimbisara dâng cúng lên Đức Phật cái ngôi Tịnh Xá,
là Trúc Lâm, là một cái vườn trúc. Thì để xây dựng cái ngôi tịnh thất đầu tiên là tịnh xá Trúc Lâm. Và trong cái đêm hôm đấy thì vua Bimbisara nghe thấy nhiều cái tiếng gầm rú la hét ầm ĩ và cảm thấy rất là ghê rợn, lông tóc dựng ngược, kinh hoàng. Thì vua Bimbisara mới đến hỏi Đức Phật là nguyên nhân gì mà có những cái tiếng kêu rú như thế. Thì Đức Phật đã nói ra đó là những cái vị thân bằng quyến thuộc của ông. Thì những cái người thân bằng quyến thuộc này là những cái người thân không phải ở cái đời này kiếp này, mà là những cái người thân từ rất lâu, từ rất nhiều đời kiếp về trước. Đó là cách đây 91 đại kiếp về trước, lúc ấy có Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời. Thì lúc này ở trong hoàng cung thì nhà vua, thái tử, các cái đại thần thỉnh mời Đức Phật và hàng ngàn hàng vạn vị tỳ A Na Hán về cung để cúng dường. Thì lúc này có những cái vị làm những cái công việc đó là phục vụ chư tăng, tức là những cái người mà hộ độ về vật thực, làm các cái thức ăn. Thì trong đó có rất là nhiều người đã lạm dụng, tức là ăn những cái đồ ăn đó trước chư tăng, và tức là giống như là lấy trộm cái vật thực của chư tăng. Và chính những cái người đấy đã tạo ra một cái ác nghiệp rất là lớn, đó là sau khi chết là họ phải đọa xuống các cái cõi địa ngục và luân chuyển như thế trong suốt 91 đại kiếp. Cái nghiệp quả đấy nó cứ luôn luôn trổ quả cho đến cái kiếp cuối cùng này, đến cái kiếp trái đất cuối cùng này, thì họ đã sinh làm ngã quỷ ngay từ cái lúc mà cái quả địa cầu này mới bắt đầu hình thành, bắt đầu có cái sự sống ở cái kiếp này, là họ đã sinh làm quỷ đói. Thì lúc đấy có một Đức Phật đầu tiên ở trên quả địa cầu này ra đời, thì họ cũng đã đến và họ hỏi Đức Phật là chúng tôi phải chịu cái nỗi khổ này, tức là làm cái ngã quỷ đói khát này cho đến khi nào. Thì lúc đấy thì Đức Phật mới nói là chưa, sẽ khi nào có vị Phật sau ra đời hãy đến đó mà hỏi. Rồi họ cứ lưu chuyển như thế, làm ngã quỷ, quỷ đói cho đến khi mà vị Phật thứ hai ra đời họ cũng đến hỏi. Thì Đức Phật cũng nói là khi nào có một vị Phật sau ra đời thì hãy đến hỏi. Rồi cứ đến vị Phật thứ ba, cho đến vị Phật thứ ba là Phật Kassapa ra đời, thì họ cũng đến hỏi là chúng con sẽ còn phải làm cái kiếp ngã quỷ này cho đến bao giờ. Thì lúc đấy Đức Phật Kassapa mới nói rằng về tương lai sẽ có một vị Phật ra đời là Phật Gotama, và lúc đấy sẽ có một nhà vua Bimbisara cũng sẽ ra đời và là cái người hộ độ cho Đức Phật. Thì cái vị vua Bimbisara đấy sẽ là cái thân quyến của các ngươi, lúc đấy các ngươi sẽ được siêu thoát nhờ cái vị vua đó sẽ làm những cái phước thiện cúng dường nên Phật Gotama, thì các ngươi mới có thể thoát khỏi cái kiếp quỷ đói này. Và lúc đấy họ lại tiếp tục chờ đợi từ thời Đức Phật Kassapa cho đến khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ra đời. Và họ đã chờ đợi một cái khoảng thời gian đó rất dài, những cái chúng sinh ngã quỷ đó đã đợi chờ suốt cả gần hết cả một cái đại kiếp này, đến lúc Phật Gotama, đến lúc Đức Phật ra đời và trở về hóa độ cho vua Bimbisara. Thì lúc này vua Bimbisara không hề biết cái chuyện đó và không có cái tác ý hồi hướng những cái công đức phước này cho những người thân. Thì đêm hôm đó là những cái ngã quỷ này họ rất là đau khổ và họ rất là phẫn nộ, họ đã la hét. Và vua Bimbisara đến hỏi Đức Phật và Đức Phật đã giải thích, giảng giải cho biết đó chính là nguyên nhân, là cái lý do khiến có những cái tiếng kêu la ó như vậy. Thì lúc này vua Bimbisara đã thỉnh mời Đức Phật và các vị A-na-hán về trong hoàng cung để dâng chay tăng, cúng dường để siêu độ, để hồi hướng cho những cái thân bằng quyến thuộc này được hưởng những cái phước này. Thì cái cách mà vua Bimbisara là thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường chay tăng, thì lúc này Đức Phật đã dùng cái hào quang để cho vua Bimbisara và tất cả những cái người hiện diện ở đó
những cái người còn sống thấy được các cái hình thù của các ngã quỷ, tức là bằng cái con mắt thường dưới cái ánh sáng hào quang của Đức Phật, thì những cái người bình thường và đã nhìn thấy những chúng sinh hàng ngã quỷ đó, họ rất là xấu xí, gầy gò, gầy guộc, đen đúa, và họ rất là đau đớn khổ sở. Mà nếu mà có dâng thức ăn cho họ, họ sẽ không ăn được. Vì vậy cho nên là ở trong gia đình nhà các Phật tử tại gia, mình hay cúng bái ông bà tổ tiên, mình dâng những cái mâm cơm, dâng những cái thức ăn lên, mình cúng dường mà mình nghĩ rằng ông bà mình ăn được, thì đấy là sai lầm lớn. Thực ra không có ăn được cái gì hết. Nếu mà những người thân của mình mà có sinh làm chư thiên thì họ ăn thức ăn của chư thiên, họ sinh làm ngã quỷ thì họ cũng không ăn được gì. Họ mà sinh lại các cái cõi khác thì không còn nhận biết được nhau nữa. Ví dụ như là họ sinh làm vào địa ngục thì họ không về được. Họ sinh làm súc sinh thì họ cũng không còn biết gì nữa. Sinh lại làm người cũng không nhớ gì nữa. Nó có nghĩa là nếu chỉ trường hợp sinh làm ngã quỷ, mà không phải là ngã quỷ nào mà khi mình lễ bái người ta cũng được hưởng phước. Nhất là cái cách lễ bái theo cái lối của người đời, của cái người tại gia, của cái người thế gian, người ta hay tin vào những cái lời của các cái vị thầy cúng, và người ta hay làm theo những cái pháp, lễ bái kiểu là cầu xin, và người ta hay đi xem bói, rồi là có những cái vong linh người ta nhập vào người sống, người ta nói là hãy về cúng cho tôi cái này, cúng cho tôi cái kia. Thì thật ra tất cả những cái điều đấy nó cũng chỉ là cái ảo tưởng, nó chỉ là cái mê lầm, nó chỉ là cái tà kiến, nó không có thực tế thì nó không phải như vậy. Thì tất cả những cái sự cúng bái thì người sống cúng bái cái gì cũng, người chết không bao giờ nhận được, không bao giờ ăn uống được. Thì đấy là cái điều mà Đức Phật cũng đã dùng cái hào quang của mình lúc đấy cho những cái người còn sống thấy được người chết. Người ta rất là đói khát khổ sở, nhưng người ta không ăn uống được cái gì hết. Ngay cả những cái thức ăn của chư thiên mà đưa cho họ, họ cũng không ăn được. Cũng chi là thức ăn của con người nó thô thiển này, làm sao mà những cái chúng sinh đấy người ta ăn được. Thế thì lúc này các cái vua Bimbisara đã theo lời dạy của Đức Phật, đó là phải tạo ra công đức, tạo ra phước lành, thì hồi hướng cái công đức phước lành đó cho cái hàng ngã quỷ này thì họ mới được hưởng. Thì cái phước đầu tiên mà vua Bimbisara làm đó là dâng những cái thau nước lên để rửa chân, rửa tay cho Đức Phật. Rồi vua hồi hướng là nguyện đem cái công đức dâng nước rửa chân lên Đức Thế Tôn, ân xin hồi hướng đến cái phước thiện này, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Thì ngay trong cái lúc đấy, cái phước này nó trổ quả ngay tức thì, đó là nó xuất hiện một cái ao nước rất là lớn của chư thiên, và cái hàng ngã quỷ thân bằng của vua Bimbisara đã được tắm rửa lần đầu tiên sau trải qua suốt một cái thời gian rất là lâu, họ mới được tắm rửa sạch sẽ. Thì lúc đấy thì vua Bimbisara lại dâng lên Đức Phật và chư tăng những cái y phục. Thì lúc đấy và xin hồi hướng cái phước lành của cái dâng những cái tấm y lên Đức Phật và các bậc A-la-hán này, xin hồi hướng phước lành đến thân bằng quyến thuộc. Thì ngay lúc đấy những cái vị ngã quỷ đấy họ được xuất hiện những cái y phục của chư thiên, tức là họ được mặc lên người những cái tấm y của chư thiên rất là lộng lẫy, rất là huy hoàng, rất là đẹp. Rồi vua Bimbisara dâng cúng vật thực, dâng thức ăn uống lên để cúng dường Đức Phật và các bậc A-la-hán, các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, và xin hồi hướng cái phước lành, cái công đức này đến các cái vị quyến thuộc. Thì ngay lúc đấy những cái vật thực của chư thiên bắt đầu xuất hiện, và những cái ngã quỷ này mới được ăn uống bằng những cái thức ăn của chư thiên. Thì cũng đồng thời cái lúc đấy thì tất cả ngã quỷ này đều hóa thành các vị chư thiên, tức là được siêu từ cái ngã quỷ mà được siêu thăng lên cái cõi thiên giới.
tức là tất cả các vị đấy trở thành những vị thiên thần và thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ suốt một thời gian rất là lâu dài, chịu cái quả báo mà các vị ấy đã phải chịu cái nỗi khổ sở trong suốt 91 đại kiếp trái đất, 91 lần mà trái đất này sinh diệt. Đó cũng là vì cái sự mắc nợ đối với tam bảo, đó là một cái sự mắc nợ đối với chư tăng, là do họ hay lấy bớt vật thực của chư tăng, cho nên là họ phải lưu chuyển ở trong luân hồi, ở trong sinh tử, và phải chịu cái quả báo suốt một thời gian dài như vậy. Thì đấy là một cách đầu tiên mà Đức Phật dạy cho một cái vị vua Bimbisara, cái cách tạo ra cái công đức, tạo ra cái phước này để mà hồi hướng cho cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Thì ở đấy, đấy mới là cái việc làm phước chân chánh mà có cái lợi ích thật sự nhất. Chứ còn ở trong thế gian thì người ta không có được học Phật pháp, mà người ta không hiểu Phật pháp, người ta không thực hành theo đúng cái giáo pháp của Đức Phật, thì người ta cứ nghĩ rằng cái ngày này là cái ngày mà người ta cúng cho những cái người chết được ăn uống, rồi người ta lợi dụng vào cái ngày này mà người ta làm những cái việc như là giết rất là nhiều sinh mạng của các cái chúng sinh khác, rồi người ta đem cái máu thịt đó dâng cúng lên người chết, rồi người ta vào những cái ngày này ở dân gian, nhất là ở cái dân gian thì chủ yếu là người Việt Nam, và nhất là cái khu vực các cái tỉnh thành ở miền Bắc thì ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng dân gian đa số là được lưu truyền từ cái thời cận đại gần đây, lưu truyền từ những cái mê tín được lưu truyền từ bên phương Bắc, có thể là văn hóa của bên Tây Tạng, cũng một số là văn hóa của người Trung Hoa, và một số cũng là cái văn hóa bản địa của người Việt Nam. Thì hầu hết là làm theo cái quan niệm dân gian, thì đó là người ta không hiểu về nhân quả nghiệp báo, không hiểu về cái sự luân hồi tái sinh, người ta không có biết cái việc gì là cái việc thiện, cái việc gì là việc ác, người ta không biết tạo ra cái công đức để hồi hướng cho người mất, mà người ta toàn tạo ra những cái điều tội lỗi xong là cúng bái bằng những cái hình thức rất là sai lầm. Đó là những cái ngày này người ta giết hại rất là nhiều chúng sinh để cúng bái cho ông bà tiên tổ, thì đó là mình tạo cái tội lỗi cho chính mình, chứ cũng chẳng được cái lợi ích gì. Xong là người ta cúng bái bằng cái cách là đốt giấy tiền hàng mã, rồi là hình nhân thế mạng, rồi trâu bò lợn gà bằng những cái thức, bằng những cái hình nộm bằng giấy, và người ta nghĩ rằng người sống nhận được những cái đồ đó, thì cái điều đó chẳng đem lại cái lợi nào, chẳng đem lại cái lợi ích gì cho cái người mất cả. Thì đấy là nếu như mà mình muốn có cái phước này cho cái người thân bằng quyến thuộc, thì cần phải tạo ra cái công đức bằng cái cách đi chùa lễ Phật, hoặc là mình chỉ còn lễ Phật bằng cái tâm thành kính, nó cũng tạo ra công đức. Mà nhất là một cái người mình thọ trì tam quy ngũ giới, khi mà thọ trì tam quy ngũ giới rồi, nhờ tụng thời kinh, mình cúng dường tam bảo bằng hương hoa, đăng trà, hay là những cái vật thực, hay là bất cứ một cái gì mình có thể, mình có thể cúng dường, thì mang cái công đức cúng dường đấy mà hồi hướng cho cái người đã mất, thì cái người đã mất đấy mới được hưởng cái phước lành. Chứ còn nếu mà không làm ra cái công đức đó thì người mất không hưởng được, còn mình cúng trực tiếp cho người mất, người ta không ăn được. Đó là cái sự thật. Và cả về sau này nữa thì trong đạo Phật cũng có rất là nhiều những cái tích chuyện, đó là các bậc thánh A-la-hán, hay là có rất là nhiều những người tiếp xúc được với những cái người đã mất mà người ta sinh làm ngạ quỷ. Có những người mất thì sinh lên thiên giới. Thì ở trong kinh, như là trong tiểu bộ kinh, có rất là nhiều những cái chương như là thiên cung sự ngã quỷ sự, nói về cái anh của ngài Mục Kiền Liên lên các cõi trời gặp các vị chư thiên, hỏi các vị ấy rằng tại sao các vị được sinh lên cõi trời.
thì hầu hết các vị chư thiên đó đều là những tín đồ của đạo Phật, do người ta biết làm những cái việc phước. Có những người người ta được sinh về cõi chư thiên bằng cái công đức là người ta hay đặt bát cúng dường đến các vị tỳ kheo. Đó là thời Đức Phật, thì Đức Phật và các vị A-la-hán hay các bậc vị tỳ kheo thường ôm bát đi vào trong dân gian để khất thực. Thì rồi những cái người Phật tử thì người ta chỉ mang một cái phần thức ăn của mình, như một muỗng cơm, một bát cơm hay là một cái vật thực gì đó dù là nhỏ bé, nhưng mà khi mà để đặt bát cúng dường đến Đức Phật hay là các vị tỳ kheo thì tất cả, hầu như tất cả những cái công đức đó khiến cho những cái người đó sau này người ta đều sinh về cõi thiên giới hết. Cho nên là khi ngày Mục Kiền Liên lên các cõi trời gặp các vị chư thiên thì mỗi vị người ta đều nói về những cái công đức mà người ta đã làm khi còn ở thế gian. Thì tất cả những người đấy thì mỗi có người thì do giữ mượn năm giới cho nên được sinh chư thiên, có những người thì nói rằng do khi còn sống ở thế gian con hay thọ bát quan trai giới vào cái ngày rằm, ngày 30, ngày mùng 8, ngày 23, con thường thọ chỉ bát quan trai giới một cách nghiêm mật, cho nên nhờ cái công đức ấy con được sinh lên cõi thiên giới. Có những người thì nói rằng khi con ở cõi người con hay làm thập thiện, nhờ cái công đức thập thiện ấy được sinh thiên giới. Có những người thì nói rằng khi con ở cõi thế gian con thường phụng dưỡng cha mẹ, do cái sự hiếu hạnh đối với cha mẹ cho nên là bây giờ con được sinh thiên giới. Có cái người nói rằng khi chết ở cõi thế gian do con tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật hay là tưởng nhớ đến hình ảnh của các vị tỳ kheo, rồi nhờ công đức đấy mà con được sinh thiên giới. Có người thì nói rằng là khi còn ở thế gian con thường hay nghe pháp, do khi chết con còn nhớ lại những cái bài pháp đó nên con được sinh thiên giới. Thì đấy đều là những cái công đức của những cái người mà làm những cái, vì Tam Bảo là cái ruộng phước điền, cho nên cái người mà làm những cái công đức gì ở nơi Tam Bảo là tạo ra được cái công đức lớn. Và thường những cái người đấy, những người tín đồ của đạo Phật mà biết làm phước như vậy thì hầu như khi chết đa số người ta được sinh thiên giới. Nhưng mà cũng có một số cá nhân, một số người mặc dù cũng là Phật tử nhưng mà người ta có lại hay tạo ra những cái điều tội lỗi. Ví dụ như là có những cái người, người ta lại có những cái tâm bất thiện, đó là có những cái lời phỉ báng đối với chư tăng hay là bất tín đối với Phật pháp, thì cái công thì từ cái tội lỗi đấy có thể khiến cho khi chết mà người đấy phải đọa xuống địa ngục hoặc là sinh làm ngã quỷ, hoặc là có những cái chúng sinh khi mà có những vị A-la-hán gặp những cái ngã quỷ và người ta chịu những cái nỗi khổ đau rất là bất hạnh, hỏi họ là nguyên nhân tại sao phải sinh làm ngã quỷ thì họ nói rằng là do trong những cái người thân của con khi mà cúng dường Tam Bảo thì con ngăn cản, con không cho họ cúng dường, con đã buông ra những cái lời chửi mắng nhiếc những cái người cúng dường Tam Bảo đó. Nói ví dụ như là có một cái người nam tử có cái tâm mộ đạo, thường hay cung kính cúng dường đến chư tăng, thì có bà mẹ lại là một cái người bất tính, bất tín hay phỉ báng, thường hay mắng chửi cái người con của mình là mày cứ cúng dường các cái vị sa môn chọc đầu ấy thì sau này mày sẽ phải ăn những cái đồ hôi thối, uống những cái máu mủ hôi tanh đấy, là và bà cứ buông ra những cái lời mắng nhiếc như vậy, cho nên là sau khi chết thì bà này mà cứ khởi lên cái sự đói khát mà muốn ăn thức ăn gì thì thức ăn đó nó biến thành phân, mà khi bà khát nước bà muốn uống nước thì nước đó nó biến thành máu tanh, và khi bà này bà trần truồng không có quần áo để mặc, nhưng mà có ai đó cho bà quần áo mặc thì quần áo ấy nó biến thành những cái quần áo bằng sắt nóng đỏ rực và nó thiêu đốt cái bà này. Bởi vì khi này đấy bà sống bà có cái ác khẩu, bà cứ nói là mày cứ cúng dường thức ăn thì sau này mày ăn phân, mày uống máu, mày cúng dường y áo rồi sau mày sẽ phải mặc những cái áo bằng nửa đỏ. Thì chính cái quả báo đấy khiến cho cái bà này sau khi chết mà tái sinh làm ngã quỷ, và bà phải chịu cái nỗi khổ đó là ăn phân uống máu, và khi mặc y áo thì y áo đó biến thành những cái áo giáp sắt đỏ.
thì đó là do những cái tội lỗi, những cái người nào mà có cái ác ý, ác tâm, phỉ báng Tam Bảo như vậy thì khi chết sẽ phải chịu những cái quả báo khổ đau. Thì có rất là nhiều người, hay là có những người có cái tính san tham bỏn sẻ, không bố thí, mà thậm chí khi thấy người khác làm những cái việc bố thí thì lại khởi lên cái ác ý ác, nói lên những cái lời ác, thì khi đấy sẽ bị đọa. Hoặc là có những cái người có cái ác ý đối với những cái người thân ở xung quanh mình, có cái gì mình ghen ghét nhau, sống với nhau mà có những cái lời nói ác ngôn, ác ngữ, nguyền rủa nhau, hay là thề thốt ra những cái câu rất là những cái lời nói rất là độc địa, thì những cái chúng sinh đấy, những người đấy khi chết thường sinh làm ngã quỷ. Có những cái người sinh làm ngã quỷ do có cái tính bỏn sẻ, như là có những cái người rất là giàu có nhưng mà có nhiều tài sản nhưng không bố thí, cho nên khi chết cũng phải sinh làm ngã quỷ. Có những người do tham ái với những người thân, do khi chết phải sinh làm ngã quỷ, tham ái đối với tài sản, khi chết cũng sinh làm ngã quỷ. Thì không phải là ngã quỷ nào mà sinh, mà khi mà người thân làm phước họ cũng được siêu sinh ngay. Hoặc là nếu như cái người thân đó mà không biết cách làm phước, ví dụ như là người ta cúng dường đến những cái người không có giới đức, không có đạo đức, không có đạo hạnh, thì cái người ta có hồi hướng cho người thân, người thân cũng không được hưởng phước gì. Ví dụ như là có cái câu chuyện đó là vua A Xà Thế là con của vua Bimbisara, thì vua A Xà Thế đã giết cha để cướp cái ngai vàng của cha, thì lúc này ông nên làm vua nhưng mà cái tâm rất là ưu sầu và hối hận, và đêm ngủ ông thường nằm mơ thấy ác mộng, cho nên ông này rất là khó ngủ. Đêm đến ông không ngủ được nên là thường hay đi ra ngoài sân đi dạo hành lang. Rồi một hôm ông nhìn thấy một ngã quỷ đang đi ở trên hư không, người thì gầy gò ốm yếu, nhưng mà ngã quỷ này có thể đi lại trên hư không được. Thì lúc này vua A Xà Thế mới hỏi: này ngươi là ai và đi đâu thế? Thì lúc này cái ngã quỷ mới nói ra là: thưa ngài, tôi là một ngã quỷ đói khát, do tôi tạo những cái ác nghiệp bỏn sẻn san tham ở thế gian. Và bây giờ có những cái người thân của tôi đang làm những cái việc phước thiện, bố thí cho các vị Bà La Môn, nên tôi về đấy để được hưởng một cái phần công đức phước này. Thì lúc đấy vua A Xà Thế mới nói là: được rồi, nếu ngươi hãy đi giữ cái lễ đó, được hưởng phước hay không được hưởng thì cũng về đây báo cho ta biết. Thì cái ngã quỷ này sau khi đi đến những cái người thân của mình và họ làm cái việc phước, đó là họ cúng dường lên các cái vị Bà La Môn, nhưng những cái vị Bà La Môn này không có giới đức, không có đạo hạnh, và hồi hướng cho ngã quỷ này thì ngã quỷ này không được hưởng gì cả. Rồi ngã quỷ này lại đi về, trên đường đi về lại gặp bà vua A Xà Thế, thì vua A Xà Thế lại hỏi: thế ngươi có được hưởng phước đức gì không? Thì cái ngã quỷ này trả lời là: thưa ngài, do những người thân của con, người ta cúng dường đến những cái người không có giới đức như các vị mà Bà La Môn tà mạng, cho nên là không được hưởng cái phước đức gì cả. Và cái ngã quỷ đó thất vọng lại ra về. Thế là lúc đấy vua A Xà Thế mới nói là: vậy thì ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Thì lúc đấy ngã quỷ nói rằng: thưa ngài, ngài hãy cúng dường Tam Bảo, cúng dường các vị tỳ kheo và hồi hướng công đức cho tôi thì tôi sẽ được hưởng công đức lớn. Thì vua A Xà Thế đã làm theo như thế, đã cúng dường Tam Bảo, các cái vật dụng, y áo, đồ ăn, dược phẩm, sàng toạn, cúng dường lên các vị tỳ kheo và hồi hướng cái công đức phước lành đó cho ngã quỷ. Thì cái ngã quỷ đó nhờ hoan hỷ cái phước đó đã được sinh lên có chư thiên, trở thành một cái vị thiên thần có thần lực, có hào quang, rất là xinh đẹp và có cái đời sống rất là hạnh phúc an vui, và lại trở về nói cho vua A Xà Thế biết là mình đã được hưởng cái công đức phước lành do cái sự cúng dường của vua A Xà Thế. Thì đó là những cái ý nghĩa có, bà có rất là nhiều những cái tích chuyện liên quan đến những cái ngã quỷ mà được siêu độ, được siêu thoát nhờ người thân biết làm những cái việc công đức, biết làm những cái việc phước thiện,
đúng theo chánh pháp, cho nên họ được những cái ngã quỷ đấy được siêu sinh về cái cõi thiên giới. Còn những cái người thân đó mà không biết làm việc phước thiện, không biết tạo ra công đức, thì những cái người thân mà ở cái cõi ngã quỷ không thể nào siêu thoát được, và họ cứ ở trong cái cõi khổ đau đó hoài hoài và mãi mãi. Thì đó là mặc dù là cái ngày rằm tháng 7 thì Đức Phật không có dạy đó là cái ngày là phải hồi hướng siêu độ cho những cái người đã mất, nhưng mà tất cả những cái ngày nào cũng được, chứ mình không phải là cứ ngày rằm tháng 7 mới là cái ngày mà mình có thể là nghĩ đến những người chết để cầu siêu cho những người chết, mà tất cả những ngày nào cũng được hết. Chứ tất cả bất cứ một lúc nào mà mình có thể đi chùa lễ Phật, mình có thể thọ trì tam quy ngũ giới, hay là mình có thể tụng kinh, hay là cúng dường tam bảo, bất cứ cái gì, thì bất cứ lúc đấy mình cũng đều có thể hồi hướng. Thì cái điều đầu tiên ý, mình làm một cái việc phước thiện gì thì mình hãy hồi hướng, hãy phát nguyện trong tâm mình, đó là cái phước lành này của con, mong cho con đoạn trừ được phiền não tham sân si và chấm dứt được cái luân hồi khổ đau sinh tử. Tức là mình phải ước nguyện cái đầu tiên, đó là ước nguyện cho mình được sớm thoát khỏi cái khổ đau, sớm thoát khỏi cái sinh tử này. Rồi sau đó mình mới ước nguyện là nguyện mong cái công đức mà con đã tạo ra đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Tất cả những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, dù là gần hay xa, đều mong cho các vị ấy được an lành, đều mong cho các vị ấy được an vui. Thì những cái phước lành mà con đã tạo ra xin hồi hướng cho những cái thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cả những cái người thân còn trong hiện tại này, đó dù là ông bà cha mẹ họ hàng hay là anh chị em con cháu mình, thì mình cũng có thể hồi hướng như thế. Thì cái hồi hướng này mà những cái người thân mà người ta đồng tình hoan hỉ, tùy thuận, vui mừng theo cái việc phước mà mình làm, thì cái việc phước ấy sẽ được chia đồng đều với nhau. Cái việc phước này mình cũng có thể là xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mong cho tất cả họ được an lành. Thì tất cả những cái công đức phước lành mà mình đã làm, mình có thể hồi hướng cho các vị chư thiên, nhất là các vị chư thiên mà người ta sống ở trong nhà mình, người ta sống gần ở những cái nơi ở của mình ấy. Mình mà làm ra được một cái công đức phước lành nào mà mình hồi hướng cho họ thì họ cũng sẽ hộ trì được cho mình, họ cũng sẽ hộ độ được cho mình. Vậy cho nên là cái việc phước mình làm ra nó đúng pháp, nó tạo ra được công đức phước lành. Thì mình mà muốn các cái vị chư thiên hay thiên thần hộ trì cho mình thì mình phải làm lợi ích cho họ trước thì họ mới hộ trì cho mình. Còn nếu mình chẳng làm cái gì lợi ích cho họ, mình cứ đến mà cầu xin, xin xỏ cái này cái kia để người ta hộ trì cho, thì điều đó không bao giờ có thật, mà mình phải làm được việc phước. Nhưng mà cái việc phước này nó làm ra rất là có rất là nhiều cách. Đôi khi người ta chỉ cần cho những cái con vật nó ăn, ví dụ người ta cho những con chim con cá nó ăn nhé, nó cũng tạo ra được 100 phần công đức, và mình có thể hồi hướng cho người khác cũng được. Đôi khi mình bố thí cho những cái người ác ăn ấy, mình cũng được hàng 1.000 phần công đức, tức là cái công đức nó lớn gấp 1.000 lần cái việc mà mình cho người ta ăn. Mà bố thí cho một cái người thiện ăn ấy, thì cái công đức ấy nó sẽ lớn khoảng 1.000.000 lần. Mình mà bố thí đến một cái người mà có giới, ví dụ như người đó biết giữ tam quy ngũ giới hay bát quan trai giới, hay là những cái người tu hành, thì công đức ấy nó sẽ lớn bằng hàng tỷ lần, hàng vô lượng cái lần cái việc mà mình đã làm. Hay là mình cúng dường lên tam bảo Phật Pháp Tăng, những bậc thánh nhân giải thoát, thì khi mà mình tác ý cúng dường đến tam bảo Phật Pháp Tăng, ví dụ mình tác ý đến Đức Phật mà mình có trí tuệ hiểu được rằng Đức Phật là ai, Đức Phật là cái bậc cao cả thánh thiện như thế nào, thì cái phước đấy nó lớn như là nước ở đại dương, nó lớn vô lượng vô biên như vậy, tức là không có cái số lượng nào có thể diễn tả được. Đấy là cái công đức mình cũng rằng nó lớn như thế. Thì lúc đấy mình mới hồi hướng, mới chia cái công đức đấy đến ai thì người đấy cũng được hưởng. Mình hồi hướng công đức đến thân bằng quyến thuộc họ cũng được hưởng. Hoặc là có những người nghĩ người ta xin hồi hướng công đức này đến các vị chư thiên, thiên thần, các vị vua cõi trời, các vị chư thiên ở trên hư không, ở trên mặt đất, các vị dạ xoa,
các vị Long Vương hồi hướng đến cho tất cả những người thân như vậy. Thậm chí người ta còn hồi hướng đến cả các cái vị Chúa Ngục, Diêm Vương cai quản ở dưới địa ngục. Và có người người ta nguyện rằng mai mốt này, nếu như chẳng may có vào địa ngục thì nhờ các vị Diêm Vương đấy người ta thức tỉnh cho mình, để cho mình cũng có thể thoát khỏi địa ngục được. Đấy, hoặc là mình muốn cầu xin các vị chư thiên, các vị thọ thần, thần đất, hay là các vị thổ thần, thần núi, thần sông sống ở chung quanh mình hộ trì cho mình một cái điều gì đó, thì mình cũng hồi hướng cái công đức, mình tạo ra công đức mình hồi hướng cho họ thì họ mới hộ trì cho mình. Thì đấy là cái người mà tạo ra công đức, tạo ra phước lành từ những cái pháp bố thí, từ những cái pháp cung kính, từ những cái thiện tâm hợp trí tuệ của mình, từ những cái sự giữ giới, từ cái sự nghe pháp hành thiền tụng kinh lễ Phật của mình, bố thí cúng dường tam bảo của mình, đó là tạo ra công đức. Thì từ tạo ra công đức đấy mình mới có thể ước muốn những cái điều cao thượng ở cái đời này và đời sau nó mới thành tựu được. Chứ còn mình cứ cầu xuông nguyện cầu xin cái này cái kia mà mình không tạo ra phước lành thì không bao giờ cầu được. Thì cũng như vậy, mình muốn làm lợi ích cho cả người chết rồi cả những người còn sống cũng thế, mình bắt buộc mình cũng phải tạo ra công đức, tạo ra phước lành. Thì cái nền tảng tạo ra công đức đầu tiên đó là mình phải thọ trì tam quy ngũ giới, và sau đó thì mình kết hợp với những cái việc phước thiện nữa, thì cái phước đấy nó mới thật là mạnh mẽ, thì mình mới có thể đem lại cái lợi ích cho bản thân mình, cho những người thân đã quá vãng, cho những người thân còn hiện tại và cho tất cả chúng sinh được. Thì đấy là cách mình hồi hướng như vậy thì sẽ đem lại cái lợi ích an vui cho cả người sống và những người đã quá vãng.